Sau khi giết ba người trong gia đình nhà người tình cũ, Hải đưa con về nhà giao cho cha rồi rồi quay lại chờ em trai người yêu để giết nốt. Ngày 4 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Phú Yên đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối tượng đoàn Minh Hải, sinh năm 1988, trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, về tội giết người. Theo kết luận điều tra, năm 2018, Hải và chị Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1994, chú cùng khu phố, chung sống nhưng không đăng ký kết hôn và có với nhau một người con gái tên NDTV, sinh năm 2019. Do mâu thuẫn không thể hàn gắn nên năm 2020, Tòa án Nhân dân thị xã Đông Hòa xét xử không công nhận đoàn Minh Hải và chị Dương là vợ chồng và giao cháu về cho chị Dương nuôi dưỡng. Riêng Hải có quyền, nghĩa vụ thăm non con chung mà không ai được ngăn cản. Tuy nhiên, sau đó, Hải nhiều lần đến nhà chị Dương thăm con nhưng bị gia đình chị Dương ngăn cản không cho gặp cháu về nên Hải bức xúc và nảy sinh ý định giết cả nhà chị Dương. Tại đây, Hải cầm búa đánh vào đầu ông Nguyễn Cu, sinh năm 1962, và bà Lê Thị Liền, sinh năm 1964, là cha và mẹ chị Dương. Chị Dương từ trong phòng ngủ chạy ra kéo tay Hải thì Hải dùng búa đập trúng vào đầu chị Dương làm chị ngã ngửa xuống nền nhà. Khi ông Cu, bà Liền, chị Dương tỉnh lại, Hải tiếp tục dùng búa, dao đánh liên tiếp, làm ba người này tử vong. Sau đó, Hải bê cháu về về nhà giao cho cha ruột, rồi chạy xe quay lại nhà ông Cu xử lý hiện trường rồi khóa cửa sau đi về. Hải còn cầm dự quay lại nhà ông cu với mục đích chờ em trai chị Dương để giết nốt như không thấy nên Hải đem cái dự giấu rồi vào thành phố Hồ Chí Minh lần trốn. Đến khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 5, khi Hải ra khỏi phòng trọ thì bị lực lượng công an bắt giữ. Trưa ngày 28 tháng 5, Hải về nhà lấy một cái búa bắt đinh và một con dao cán gỗ, rồi điều khiển xe máy đến nhà chị Dương với mục đích sát hại cả nhà chị Dương.